Rồi mọi người ăn. Ờ đâu mà đi không vô đây nữa. Mũi. Sợ riêng, sợ riêng. Chó qua luôn. Mấy giờ mồi về đây mày? Đi nghe. Cố gắng nghe đi. Cố gắng nghe. Im. Im bố lại. Im đang đóng phim. Nhưng mà lên đi dây mấy nghiệm cũng đã mà lo. Thì đã mới kêu con bò đó. Không phải mụn ai cũng được như mụn con đâu. Mụn mới nhớ quá kìa, kiểu như là nuôi khi thao đừng. Đó là một lời khen đó đi. Thằng đấy con nào mụn sao cũng bị vui vậy. Giám đốc gì đây? Chuẩn bị cuối năm mình được tỷ đó bà. Ghê đấy bà. Vĩnh đang có tiền lắm mà nó. Chưa tiền chưa có mà có tiếng rồi đó. Bài chuyên nghiệp cái bài cười nó mà đẹp rung mày. Tâm rung trở. Rung kìa. Rung chứ. Không rung. Có rung. Cái mụn của tôi đẹp cho mọi người. Đúng, mụn 1 triệu view. Đúng là 1 triệu rồi, 1 triệu view rồi. Đồ tôi mở máu lắm, chẳng hạn chưa quay mặt nữa bà. Ờ. Nhân viên cũng chưa về mà. Nhân viên cũng chưa về là đúng. Mình về trước là bình thường. Không, mang đưa cho đóng xa ta là sữa điên luôn. Rinh làm chi mà bận ghê Rinh. Bạn là 14 tiếng họ ăn gôn thôi. Ăn gôn làm cho Rinh lương tháng 5 triệu một ít nữa bà. Ở đâu ra chứ? Ủa Rinh ơi, có bị lộn không vợ? Mày đó là có tiền nợ của con đó, mày đó có gì mày? Tiếng là 30 đứa của mày. Tháng làm tầm 2 triệu không mua ra 5 triệu. Ngày anh làm có 2-3 tiếng thôi con mày. Bị ổng ma hả? Làm cho ông là phải 4-5 tiếng rồi hả? Bị ổng ma hả? Còn nói chuyện bị ổng ma hả? Có nhân viên này thâu. Thôi nó mất dạy á. Nói chuyện với anh đồ không mà nói gì. Nói chuyện là nó láo chứ. Con nó có láo gì đâu. Nó láo là hổng với mày. À nó láo. Thả gọi con bằng ai đi, con gọi láo bằng anh. Mất dạy. Chủ mình nhân viên mà nói chuyện với chủ đó. Mày đuổi mẹ đi cho đầu. Mày nãy con làm cũng như mày về con làm kiểu là gánh tim bị lây quá mày. Là nước mắt luôn Quyền. Nhà nhưng mà toàn mấy nổ không đó thì cái. Nó mà ức là nước mắt luôn, đau hơn mụn nữa. Thôi im nè. Trời. Này cái video này họ ai mà người Việt mình họ coi là thâu cái gì. Nổ quá mà. Im. Sâu sắc dễ thương. Vì em dễ được kiếm mấy đứa mà lo nghe, cái mụn thiệt á. Ngứa đầu luôn. Nhiều mụn ghê hơn là bình thường mấy do quay mới thấy đi thôi chứ coi lại là cũng bình thường. Im. Ngứa đầu hả? Nhiều mụn phê lắm. Mụn. Chung đoàn loan túi mồm con nữa. Bà nổi tiếng nước ngoài thôi, Việt Nam mình không nổi tiếng mới đau nè. Sao á, con Loan á, con sau con chỉ qua YouTube đó, đầu tư để con làm cho. Đầu tư cái chi mi. À nó đã thâu cho dễ gì cũng đánh ra được. Mà đâu có dễ chi làm đâu rồi. Chung, cái nghề của Loan dễ hơn của con nhiều. Nhưng mà
nói chung là thằng mà thằng à, sư phụ thằng Linh là nổi tiếng đó bà, mà còn Linh thì đéo biết. Rằng mà YouTube có so được với Amazon được con. Mà nó có kể mấy cái mấy cái bên thứ ba nó làm nó kéo kênh lên rồi này kia nữa kìa. Nó à, nói chung có video hay là mới có tiền. Một phần thôi. Giữ được cây mới có tiền. Cái ngành của con Long phải giữ được cây mới có tiền. À. Cái cây nước hoặc từ yêu nữ. Cái nó bao nhiêu tiền là xin đấy nhỉ? Mà lo mà mua mấy cái đàn, không mua cái đồ xăm, cái đàn lét kiểu sáng kiểu sợ luôn á. Mặc anh Linh phải hào hứng lên. Dài á, lét cái. Kiểu như là tiếp đi, không sợ. Quỳnh 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 làm sức mà nặng ví dụ nè, cái đàn này là hăng gãy đó, đừng có bóp nghe Rinh. Ngay loạn não liền luôn. Nhà mà ông có chợ, có chợ chứ. Nhà này mà cô cá mà chấm lại nữa đó. Bởi vì tập làm quen đi nha. Ráng nghe. Cô cháu của mình mở tay chứ mày. Ông ấy nói gì mày? Bởi vừa nói xong luôn. Mẹ, khí lì nữa. Yêu nè. À, và B, C. Rồi ta này các bà ta thứ ba. Xí nặng một nách nữa. Không. Không, 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 được, không được. Nếu ai tôi ở đây mà hát một nửa, cái ai tôi bực ấy vậy? Đó, thấy chưa? Đừng, không được. Thấy tầm quan trọng của như mày chưa? Đứa tôi có hẹn mà. Nói nhiều. Một ở đâu nặng hết trơn á. Có một nách nữa à? Có, Nguyên kêu một nách một đen ghê lá. Nguyên mày kêu lên mà. Kinh vãi. Vậy thằng mày thấy anh em chưa? Đu sống để bồn chết mang theo đó cô. Thấy chưa? Nó nói lao đầu mà chừng mới nhớ. Ngọn kẹn kẽ mà chừng mới nhớ nè. Kẹo nách nách đình cùng cô một nách hàng đen lắm. Mình ốc cái mặt cho nó nặng quá. Tự tin cho nó nặng. Ô cái bờ nách. Cái bờ nách thiệt là dễ sợ. Khó cởi áo á. Mặt cũng khô thì sợ. Cởi áo sao nó bứng nặng 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 đó hả? Nó bún xoay quanh đó. À. Đi nó có bồ, nách mà có mụ nó có bồ. Có tiền là có bồ có lấy. Đùng đi. Mà tiền thì ta đéo chưa thấy đó. Mà tiền không thấy, nó đi đâu đi thấy tôi đang bị chạy nợ, bị xô nợ đến nếm mượn tiền cái hồi xưa tháng mượn mấy lần. Không có mong mà nói với chị với cái tiền con đó. Cái con này mượn tiền bà mi không ta? Không có đứa cháu của mình con là không ám thôi. Thôi cái ly cũng không, cái ly không có nghe. Ám nhiều nhất. Cái ly chưa nghe gì mây nghe. Mà đang nhìn trong video nó bợ rồi. Video còn bụi ta đẹp đó mày. Ta mày. Nghe cái lỗ cống á. Đi ngủ im nhưng mà lâu mà nặng nên đi kiếm tiền mấy. Ồ, mà xí nặng là nó thiệt đó. Thiệt. Không thấy đó. Thôi. Không, kẻ để đó. Ý là họ chủ yếu là lấy clip thôi mà. Đúng chính xác. Vậy có bạn bé đó xí chặt cho anh vô trong chóng nặng không vậy? Không có liên đối vậy. Mà đi mất cỡ. Nè anh đi đâu biết vậy đó mẹ đây kìa. Im cái mồm lại được rồi con. Xí chặt nó bà lê vô nắp vô đường. Mặt gì đâu. Kêu đồng bào thấy không? Không có liên. Không có liên đi. Mẹ nè thôi đâu. Kêu đồng bào thấy đồng bào. Ừ. Thôi không được mọi người ơi. Xí chặt đánh không được. Cũng còn công việc nữa. Im. Công việc gì đam đi. Đi nhậu công việc. Cũng công việc cái con khỉ. Cái nhậu mà gái mà cây chở là nhanh lắm, mặc xưa mặc đù. Mày già ơi. Nó là riêng của hồi xưa rồi. Ủa mà cây nó xá chi cũng có mặc cái chân mà câu mà cây đi là nhanh. Biến ra số 1 kìa, đúng rồi kìa. Không có không đi. Nghe không... Anh em bèn nhau hết tự nhiên đi bèn nhau không gái đó. Gì vậy sợ. Hôm nay là trùm nổ nè. Ai có thời gian dạy thì thôi mọi người ơi. Chơi dạy rồi à? Rồi, chơi trưởng thành rồi. Trưởng thành mà đang tắm rửa cho sạch sẽ đi chứ. Đó. Để tắm theo quý mà. Đâu, đâu có ngộ hứng được đâu. Mày. Đúng rồi thấy mọi người ơi. Về văn phòng mới dán cái mặt luôn đây, mới dạy ít cho tăng ai đít cho thằng lửa vô nữa. Ơi. Dàn stop đó mọi người ơi.
dân khởi nghiệp đứa đó. 10 phút mấy rồi?